Hello, xin chào các bạn. Lần trước mình đã tìm hiểu về Sugar Baby rồi, một cô nàng rất là xa xỉ, phẫu thuật thẩm mỹ, làm tất cả mọi thứ theo yêu cầu của Sugar Daddy và có cả triệu đô và có 4 đứa con gái. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về Sugar Daddy, họ suy nghĩ như thế nào khi họ quen với những cô gái trẻ và chu cấp cho những cô gái trẻ. Có một cái website để tạo ra một cái sự trao đổi connect giữa những cô gái học đại học, cao đẳng với những người giàu có, đàn ông, già, trung niên để mà trao đổi cái sức khỏe trẻ trung và sắc đẹp của những cô gái cao đẳng đại học để lấy tiền và những vật chất. Rất là rõ ràng, em trẻ và em có sắc đẹp thì em hãy dùng nó để trao đổi lấy tiền và vật chất với những người đàn ông giàu có, già. Thì đàn ông mà muốn giàu thì thường phải già, mới trải qua bao nhiêu thăng trầm mới kiếm được cái của cải đó. Vậy nó có thể được gọi là gái điếm hay không, có được gọi là làm đĩ hay không, hay chỉ đơn giản là một cái hành trình trao đổi tìm kiếm hạnh phúc? Có hạnh phúc không hay là chỉ là khoái lạc? Wow, resort đã giống Intercontinental ở Đà Nẵng chưa? Đi Mini Cooper kìa. Ví dụ giờ thằng mấy thằng sinh viên bạn học với em, nó tới nó rước em bằng xe tay ga hay bằng xe quay số, trong khi anh già kia tới rước em bằng xe hơi, Mercedes, Mini Cooper. Em sẽ suy nghĩ đắn đo, em thà khóc hơn trên một chiếc Mercedes. Còn mấy anh thanh niên đồng trang lứa đó thì tính sau, để cho con đường sau này, còn trước mắt em cần tiền cho việc học hành và việc sống ở thành phố. Đây là cái thời đại mà cái gì nó cũng có thể đặt hàng qua mạng, ngay cả gái. Ở Việt Nam mình như có chuyện đó chưa được hợp pháp đâu, nhưng mà vẫn có những cách để nhờ người ta vận tiền tới những cái thế giới đó, ship tới tận nhà, gái tới tận nhà luôn, chuyển khoản trước là tới tận nhà. Ồ, cô nàng này tới hả? Và hợp pháp. Ồ, đến một cô nàng học cao đẳng xinh đẹp. Wow, quá đẹp, quá xinh, ăn mặc thời trang này chứ. Có nhiều sugar baby ăn mặc rất là thời trang, sành điệu, Instagram này nọ, mấy triệu follow. Thơm cái liền, hồn cái liền. Người đàn ông giàu có sống trong một ngôi nhà như resort, 63 tuổi, Tommy, và cô nàng 21 tuổi, Monty. Wow, cô sẽ mặc bikini và chơi golf cho anh coi. Cầm kỳ thi họa thì nó đỉnh cao, giống như bên Nhật là gì, geisha. Thì không phải chỉ chuyện lòng tình thông, mà sẽ cầm kỳ thi họa. Những người biết cầm kỳ thi họa, biết rót rượu, chơi đàn, vẽ tranh, ngâm thơ thì sẽ giá cao hơn so với những em bình thường. Những kỹ năng đó, tại vì bản thân em đó phải học mà, 20 tuổi mà học được tất cả những kỹ năng đó, chiều lòng đàn ông, làm đẹp cho đàn ông là cũng phải khổ luyện. Biết mua cột, biết đánh golf, biết cầm rượu cocktail, biết ăn biết uống trên bàn những nơi sang trọng. Đã quen nhau 2 năm rồi. Ôi, cô nàng này là sinh viên nhưng mà xăm mình tùm lum. Không cần em đánh golf cho đúng, chỉ cần em mặc bikini giống như Lolita đó. Lolita cứ đánh tennis cho bố dưỡng ngắm thôi. Không cần Lolita đánh giải, thắng giải hay là chiến thắng hay là vô địch cái gì hết. Những khía cạnh hiếu thắng là dành cho nam. I love them. Tôi yêu cái ngực của tôi, em yêu cái ngực của em. Sinh viên gì mà xăm mình quá trời vậy? Sinh viên này sinh viên dân chơi rồi, khoe ngực. Trong nhà có sân golf riêng là biết tỷ phú cỡ nào rồi. Nhiều khi người ta ở cái mức đó, nhà cửa sang trọng giàu có thì chỉ muốn có một bóng hồng trang trí trong nhà, giống như con chim vật trang sức vậy, đi qua đi lại. Hoặc là vợ mất, hoặc là ly dị vợ, có đống của cải đó, thì chỉ cần có người đó làm tình là phải có rồi, nhưng mà chỉ là phụ thôi. Còn thì cứ hưởng thụ những cái đó, ngắm em cái sự trẻ trung. Tại vì khi một con người người ta già, ví dụ mình cũng cảm giác cái tuổi tác nó tới già, thì mình muốn có cảm thấy có sự trẻ trung nó gần mình. Một em trẻ trung xinh đẹp, trắng trẻo, ngực bự này nọ, nhiều khi cũng không cần ngực bự lắm, ở lượng quanh làm này làm kia, nấu bậy bậy này cái kia, người ta cần cái đó. Dĩ nhiên làm tình là vẫn có, vẫn rờ được, đụng được, ôm được, làm tình được, nhưng mà không phải là làm tình cả ngày như mấy thằng thanh niên mới lớn. Lúc mình thanh niên mới lớn, mình có những giấc mơ mà muốn làm tình cả ngày, giống như coi phim Hàn Quốc mà bà cô giáo kia chạy trốn cùng với học sinh đó, chạy trốn cùng với học sinh, cũng học sinh cấp 3 đậu cao đẳng gì đó, và cô giáo cũng đang khát khao tại vì độc thân, và với thằng sinh viên học sinh đó làm tình cả ngày luôn, ăn làm tình, ăn ngủ làm tình, ăn mì gói lấy sức làm tình cả ngày, làm tình cho thỏa khỏi xã hội bị cấm đoán ruồng bỏ này nọ. Nhưng mà tới tuổi như mình không thể nào làm tình cả ngày được, ở đâu mà nó ra hết cả ngày được. Sức nữa chứ, làm xong sức mệt lắm chứ không phải giỡn đâu, một đêm 3 lần là chết. À, lúc trẻ còn nghĩ là một đêm sẽ 5 lần cho sướng, nhỏ chưa được ậy ậy vô mà đút vô mà đút cho sướng, một đêm 5 lần đã chứ. Nhìn em nhắm cái giật cái võng, hai người nằm, khi cô ta cần tiền, tiền học phí, à, học phí đại học ở Mỹ rất là mắc, cái đó là chị có thể chấp nhận được. Mình nghĩ vậy, tại vì cái con đường để mà trụ lại ở đại học là cái sự nghiệp sau này của một con người, rồi ở thành phố lớn cũng là sự nghiệp sau này của người, lấy tiền đó học phí, tiền nhà trọ này nọ, đâu có bạn trai nào cỡ tuổi đó mà có thể chu cấp cho cô ta được. Ồ, cha đường đó là ta có thể giúp em đi học dễ dàng, không còn phải lo học phí nữa, em chỉ
việc đi du lịch với tôi, check in những cái nơi sang trọng và vui vẻ với tôi thôi. Từ ngữ này rất là chính xác cho một sugar baby. Be around me, ở quanh tôi nhìn thấy cái sự trẻ trung của em, tôi nhìn thấy cái sự xinh đẹp, tôi có thể đụng em, hôn em, không cần phải làm tình cả ngày với em đâu, có làm tình là được. Nhiều khi cảm giác tôi chỉ cần em là bạn của tôi, bạn đó, tâm sự những cái gì này cái kia, cuộc sống nó stress này nọ, khó khăn, tâm sự với nhau. Ồ, đi xe gì đây? Cadillac hay Bentley? Ở lâu đài. Hôm nay đi shopping. Đi shopping. Em muốn mua gì mua? Mua LV vậy? Mua đồng hồ Audemars hả? Vô tư. Tại vì khi mình già rồi, mình bể dáng, bể già rồi, mình đâu có đi shopping mặc đồ đẹp được. Có người trẻ đẹp mới có thể mặc những cái đó, mà người trẻ đẹp thì thường là ít có tiền hơn, trang sức mắc tiền, rất đẹp. Nó thích ngắm nhìn. Chúa ơi, 387 đô, cỡ 10 triệu. Oh my god, ông Monte đã có 6 sugar baby. Vậy là những cái này nó hoàn toàn chỉ là trao đổi cho nên một cô gái, một sugar baby có thể có nhiều sugar daddy, và ông Monte này có tới 6 sugar baby, 6 khẩu vị khác nhau. Oh my god, có em châu Á, Việt Nam nữa không? Việt Nam thì chắc chưa đủ hả? Việt Nam thì thường lúa lúa phèn phèn hơn. À, những cái đồ mà những cái sugar baby của anh để lại trên nhà anh, 6 sugar baby luôn. Oh, anh Tommy này là một chuyên gia về IT, có thể là một chuyên gia bảo mật của CIA chẳng hạn, chính phủ chẳng hạn. Đã nghỉ hưu với một cái đủ tiền, rất là nhiều tiền, quá trời bằng khen và hình ảnh gia đình kìa, 150.000 đô một năm. Lương hưu 150.000 đô một năm. Oh my god, ông ta nói là trả tiền cho sugar baby thì rẻ hơn là một đám cưới. Ở một độc thân một mình sống 150.000 đô và cứ book sugar baby qua mạng, các cô gái tới thôi, không cần cưới. Cưới là phải chung thủy, phải chia của, phải làm quen gia đình vợ, gia đình chồng, rồi văn hóa xáo trộn, lỡ để con ra này nọ chắc ông này không muốn có con. Giá cho sugar baby rất là rẻ so với chuyện cưới vợ. Bạn muốn khi mà bạn đi vào cái phòng và có một cái người phụ nữ đẹp ở trong đó với bạn. Tại vì ở nhà cao cửa rộng để làm gì nếu như trong nhà không có một con chim họa mi, không có một sinh vật xinh đẹp ở gần mình. Đó là một cái phần thưởng cho bạn nghỉ hưu với 150.000 đô một năm ở một mình trong cái resort. Nếu bạn là một cái giống đực thì bạn sẽ thích cái điều đó. Một cái xe hơi đẹp không thể nào so sánh được với một cô gái đẹp. Rất là hay, nó mang lại cho bạn cái cảm giác rất là tốt. Vì vậy một cô gái sugar baby xinh đẹp thì giống như một cái chiếc xe hơi đẹp vậy đó. Nghĩa là gì? Một chiếc xe hơi đẹp mình phải đánh bóng, lau chùi, trân trọng nó, thì cảm giác của anh ta dành cho cô gái sugar baby cũng giống như chiếc xe hơi, nghĩa là có cái sự trân trọng. Và có những phụ nữ thích cái sự trân trọng đó, nhưng mà phụ nữ đối với ví dụ đàn ông nghèo chẳng hạn thì không có cửa. Có thể là cô gái sugar baby này lấy tiền về nuôi trai, cũng có bạn trai để tương lai của ta, là một cái hòn đá bước vào thế giới. Ồ, rất là hay, nghĩa là cô nàng này lựa chọn con đường sugar baby để mà bước vào thế giới thượng lưu, làm quen với lại golf nè, nấu ăn, những cái xa xỉ sang trọng của người giàu, và tập dựa cái cách để trở thành phụ nữ gia đình tương lai. Nghĩa là cô muốn gia nhập cái giới người giàu đó, những người giàu và già đó sẽ cho cô ta những cái kinh nghiệm, trải nghiệm cô ta học được từ đó, giống như một cái quá trình học tập trưởng thành. 2 năm trước tôi đã có một công việc. Còn cái công việc bây giờ của tôi là sugar baby. Tôi chỉ việc sống cuộc sống của mình và trải nghiệm những thứ mà tôi cảm thấy tôi sẽ không bao giờ được trải nghiệm nếu như mà không có sugar daddy. Đó là tâm sự của sugar baby. Những nơi sang trọng, những cái lối sống sang trọng. Phóng viên hỏi là nếu không có quan hệ tình dục với những sugar baby thì anh có tiếp tục muốn họ ở xung quanh anh, gần gũi anh hay không, và vẫn cho họ tiền không? Không. No. Cái đích đến là tình dục, là làm tình. Làm tình là phải có, chứ còn là ít hay nhiều thôi. Người tuổi già như vậy thì có thể làm tình một lần, hai ngày, một lần một tuần này nọ, khi có hứng, và phải có nhạc, hương, thơm, hoa, đầy đủ full những cái kích thích giác quan khác. Nhưng mà nếu như không có làm tình thì không được gọi là sugar baby, và không có tiền, no money, no sex, no money. Tôi nghĩ rằng đó là một cái sự hấp dẫn rất là lớn, và không thể nào không có sex được. Ông ta già hơn cô rất là nhiều, nó sẽ là những cái gì nó nên là. Sugar baby nói là rất là hay, nó phải làm cái gì nó nên làm. Chúng ta đều trưởng thành hết rồi mà, 18 tuổi trở lên. 18 tuổi trở lên đối với mình ở phương Tây thì trưởng thành hơn so với 18 tuổi ở Việt Nam, châu Á, ít có cái sự độc lập. Chúng ta đều sẽ trở nên già đi một ngày nào đó, và tôi hy vọng rằng tôi cũng sẽ được yêu thương. Làm tình rồi yêu thương. Vậy mà ông có trả tiền cho cái chuyện làm tình không? Có. Sugar daddy nói thiệt là có. Sugar baby là phải có sex. Oh my god, nó có một cái câu ngạn ngữ trong tiếng Anh là wife do it for refrigerators, không biết có đúng không, nhưng mà theo mình hiểu nghĩa là những bà vợ làm chuyện làm tình để làm gì? Để lấy tủ lạnh. Để mua những đồ gia dụng trong nhà cho cuộc sống nội trợ, cuộc sống làm vợ, cần cái này cần cái kia, làm tình với chồng để cho chồng mua cái này, cho mua cái kia, cho đánh pizza. Giờ ví dụ cưới vợ về kêu vợ ra đánh pizza chung, vợ nó không đánh, tôi bận trong công ngần việc, ông muốn đi kiếm gái mà đánh pizza, ví dụ vậy. Cho nên giờ anh sẽ đi kiếm gái đánh pizza, không cưới vợ. Oh my god, thì ra là sugar daddy này đã ly dị 3 lần rồi, và đã trải qua những cái sự sống chung với phụ nữ 3 lần, và rất là chắc là có những cái sự đau đớn đau khổ trong lòng. Làm gì có chuyện
chuyện mà ông chồng kêu bà vợ ra đánh visa chung, không có đâu. Vụ đánh ghen vừa rồi trên xe Lexus ở Hà Nội cũng vậy đó. Ví dụ đi đánh visa chung, có con vợ nào đi đánh visa chung với chồng mà chồng cũng không cho phép vợ đánh visa chung nữa, thấy nó kỳ kỳ. Gái đánh visa chung thì được. Oh, và ông này là cha của hai người con cũng đã lớn rồi, ở cỡ tuổi của cô nàng Bunty. Có một cái sự khác nhau như thế nào so với việc làm điếm? Chúng ta nói về cái sự trao đổi cho tiền hay cho sex, tôi không thấy sự đó rõ ràng trong cái mối quan hệ sugar baby. Tôi nghĩ đó là một cái sự trao đổi rất là trân trọng với nhau. Tòa quyết định rằng một người phụ nữ mà được trả tiền cho cái dịch vụ bên cạnh sex, bên cạnh việc làm tình, là chỉ được coi giống như là một cái bạn đồng hành trong cuộc đời của một người đàn ông đã ly dị vợ 3 lần và có 2 đứa con trai đã trưởng thành ở một nơi xa xôi nào đó, và không định hình cái sugar baby là làm gái điếm. Đó là một cái sự tranh cãi. À, ông chủ của website mà giao dịch sugar daddy sugar baby đây, nếu mà thật sự sugar daddy chỉ tìm kiếm bóc bánh trả tiền và quan hệ làm tình xong rồi đi về thì họ đã không tới đây. 500,000 người đăng ký, oh my god. Nghĩa là 100% thì 90% người đăng ký là sugar daddy và chỉ có 10% là sugar baby thôi. Ghê thế, đàn ông những cái con đực nó nhu cầu nó rất là cao. Trong có những cái sugar daddy, chắc những sugar daddy khác không có nhiều tiền, không có giàu bằng ông sugar daddy này. Có thể là sugar daddy khác chỉ là ăn theo để mà kiếm xét trên này cho nó muốn trải nghiệm á. Và ông chủ website này cho rằng đó là một cái mối quan hệ thực sự lãng mạn giữa sugar daddy và sugar baby. Nhưng mà ở Việt Nam thì chưa có hưởng thụ đến gold hay này nọ, vô khách sạn làm tình thôi. Sugar baby cũng có rất là nhiều cái level khác nhau. Bạn có Walmart sugar baby và có Neiman Marcus sugar baby. Những em sugar baby cấp thấp là chỉ đi shopping ở siêu thị thôi. Sugar baby cấp cao hơn sẽ đi shopping ở Neiman Marcus, Armani Exchange, ở Vincom, Thương Sát Tas nọ. Và những em shopping level cao hơn nữa thì sẽ đi shopping ở nước ngoài, Singapore. Cao hơn nữa thì sugar baby sẽ đi shopping ở Paris, Pháp. Anh này quen một lúc 6 em sugar baby. À, cô nàng da màu này là một cái sugar baby ở Target nè. Cô nàng chỉ mua đồ bình thường ở Target thôi, ở Walmart thôi. 24 tuổi, full time, nghĩa là giờ nào kêu là phải tới giờ đó. Cô nàng đang học truyền thanh, phát thanh, truyền hình gì đây. Cô ta làm sugar baby để có tiền trả học phí. Bình thường giờ đâu có ai trả học phí cho mình đâu. Thì mình từ năm 19 tuổi là cô ta đã làm sugar baby rồi. Ghê thật, làm sugar baby nhưng mà vẫn có thời gian nghỉ, vẫn có tiền để đi du lịch khắp các nước trên thế giới. À, cũng đẳng cấp. Ai cũng dễ phẫu ngực luôn hả? Chiều cao, tuổi tác, quê hương, gốc gác, cân nặng, màu mắt, màu da. Gặp lần đầu tiên, ăn tối. Sau khi ăn tối bây giờ sẽ đi nghỉ một tiếng ở Louisiana, đi nghỉ một chuyến vài ngày, một tuần, một anh da màu khác. Đưa tiền luôn. Rất là thẳng thắn, em cần tiền, đưa tiền, đếm tiền đô ngay trước mặt, ngay tại sân bay đưa luôn, đeo đồng hồ vàng chế. À, Larry là một Mormon from Utah, là một cái giáo phái ở Utah. Mormon là giáo phái đó không có được cưới vợ da màu chẳng hạn, như mình nhớ là như vậy. Giáo phái truyền thống bảo thủ của Mỹ thì chắc có thể quen sugar baby để thỏa mãn cái đó, không được cưới thì mình cứ quen. Ồ, quen nhau 1.5 năm rồi. Ồ, sai rồi, nghĩa là trong giáo phái Mormon này là không quan hệ tình dục trước hôn nhân, cho nên anh này quen cô nàng sugar baby này nhưng mà không có sex, không quan hệ tình dục. Nó thuộc về cái niềm tin tôn giáo. Thì bây giờ cũng ở Mỹ rất là nhiều tự do, và thế giới cũng có nhiều người theo cái lòng tin tôn giáo của người ta và không quan hệ tình dục trước hôn nhân. Chứ không phải quan hệ tình dục vì không có điều kiện. Đó là vì lý do tôn giáo thôi. Đây có phải là một cuộc sống mà cô mơ ước không? Một người nào đó cho cô tiền và cô không phải ngủ với ông ta. Tôi được cho tiền, tôi được trải nghiệm cái này cái kia và tôi không phải làm tình với cái người đàn ông đó mà tôi vẫn được tôn trọng, rất là tôn trọng. Anh kia vì lý do tôn giáo. Ở Việt Nam này đâu có cái tôn giáo nào mà không quan hệ đâu. Không quan hệ trước hôn nhân đâu. Cho nên chắc không có anh một môn nào ở Việt Nam hết. Việt Nam nào con đực nào mà nó đi làm sugar daddy là nó phải quan hệ, phải làm tình. Mình cũng vậy thôi. Vẫn được tôn trọng, cho tôi vẫn là chính tôi. Là một giấc mơ đến với một cái giá. Thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng sugar daddy là một cái nguồn thu nhập duy nhất của tôi. Sao cô nàng khóc rồi? Sao khóc? Làm cho tôi cảm giác là tôi thật sự không làm cái gì hết. Không làm cái nghề gì hết. Sugar daddy kêu tôi tới mua vui. Và tôi mua vui cho sugar daddy. Tôi được có những cái đó, có tiền, nhưng mà nhiều khi tôi nghĩ là tôi không có nghề ngỗng gì hết. Còn cô nàng này lại nói là thỉnh thoảng trong mối quan hệ sugar baby thì tôi cảm thấy rất là cô đơn, một mình. Thì mối quan hệ này nó thẳng thắn có thực tế và nó phải giữ ở cái mức độ đó, không có involve vào cái tình cảm. Cho nên là những cô nàng này sẽ cảm thấy rất là cô đơn. Nghĩa là khi nào sugar daddy kêu thì mới tới, còn sugar daddy đang bận làm ăn phi vụ này nọ thì đừng có tới quấy. Mấy bà vợ thì lại ngược lại, bà vợ sẽ có mặt mọi nơi mọi lúc. Thậm chí khi mà sugar baby cảm giác là muốn cần sugar daddy thì cũng không được phép tới. Con người mà khi mà ở sống chung với nhau lâu thì ta có phát sinh như này như nọ và nhớ cần, đó là một cái phải gạt bỏ những cảm xúc của chính bản thân mình thì làm cái nghề đó. Thì bình thường nếu cô không có sugar daddy, cô không có tiền thì cô vẫn cô đơn. Bây giờ cô có tiền và cô đơn thì giữa hai cái sự cô đơn đó cô chọn cái sự cô đơn nào? Ở Việt Nam thì daddy bảo là em không được có bạn trai, cuộc sống xã hội của em coi như là đóng lại luôn. Sugar daddy ghen á.
em có bạn trai là anh không quen em nữa, anh không cho tiền em nữa, là trói buộc một con người á thì phải đánh đổi thôi chứ sao giờ. Giúp đỡ về tài chính và có những sự mất mát về cảm xúc rất là hay. Chúng ta vừa coi qua một cái phóng sự về sugar daddy rất là hay và có những cái góc nhìn về cái đó, và mình không phán xét ai, mình cảm thấy rất là hay. Những cái người trong hoàn cảnh đó sẽ làm như vậy, và những cô gái trẻ cũng phải làm như vậy để có tiền trang trải học phí, để bước vào lối sống giàu sang, trải nghiệm những cái này những cái kia, học hỏi được từ giới thượng lưu, giới giàu có. Xin cảm ơn các bạn đã coi. Nếu ủng hộ mình xin hãy subscribe.